Xin chào cô chú, anh chị, các bạn. Ở đây có cái hàng bán pháo bông nè. Mỗi năm mới ở bên Mỹ là có cái hàng bán pháo bông. Cái pháo bông này là để đốt, cầm mỗi cái mình đốt cái mình dục. Một cái này bán một đồng. Còn cái này thì mình đốt kiểu mà cái này giống như xe lửa hay xe tăng vậy nè. Trong đây bán nhiều lắm luôn á nè. What day did you start selling this right here? When did we start selling? We started selling Monday night. Okay. I want you to come here look, because I'm telling you this one. Này có pháo đây nữa nè. Mỗi năm mới là bên Mỹ này cho đốt pháo bông. Quá trời luôn. Cái này thì 49 đồng. Cái này thì 50 sen cái. Cái này 1 đồng. Cái này đốt một cái rồi liền. Giống như pháo của Việt Nam này. Đây có sạc thẻ nữa, nếu mà ai mà muốn xài thẻ thì cũng được luôn. Này hai chồng lại bán. Một năm bán được mấy ngày. Mình chỉ quay sơ cho cô chú các chị và các bạn để coi bên Mỹ bán pháo bông ngày Tết ra sao. Nó cái chữ firework đó là cái chữ pháo bông á. Mỗi năm mới là người ta bán, người ta mướn cái chỗ người ta bán này nè.